Cán bộ tham nhũng cần biết xấu hổ vào lúc nào? Thưa quý vị, cán bộ tham nhũng cúi mặt xấu hổ khi bước ra tòa án là một cảm xúc đáng ghi nhận, nhưng cán bộ biết xấu hổ trước khi tham nhũng càng cần thiết hơn. Cán bộ tham nhũng bị xét xử đã quá quen thuộc với đời sống cộng đồng nhiều năm qua. Hình ảnh cán bộ tham nhũng đứng trước tòa án có nhiều sắc thái khác nhau, có kẻ mỉm cười gian trá và có kẻ lẩy kiều ngớ ngẩn. Cho nên, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn cứ cúi mặt suốt mấy ngày diễn ra phiên tòa đại án Vạn Thịnh Phát thực sự để lại nhiều ấn tượng cho giới quan sát. Không khó để có thể suy đoán hợp lý, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cúi mặt để tránh ống kính báo chí. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cúi mặt vì không muốn những người thân chứng kiến diện mạo thảm hại của mình. Bị cáo cúi mặt vì xấu hổ do hành vi phạm tội mà bản thân đã thực hiện. Phụ nữ phấn đấu có được cái ghế cục trưởng không đơn giản. Năm nay 58 tuổi, lẽ ra bị cáo Đỗ Thị Nhàn có thể bước vào giai đoạn nghỉ hưu, thanh thản bên gia đình, nếu không dính vào đại án Vạn Thịnh Phát. Với vai trò trưởng đoàn thanh tra, Đỗ Thị Nhàn nhanh chóng nhận thấy đầy đủ thực trạng tài chính tồi tệ và sai phạm tín dụng nghiêm trọng của ngân hàng SCB. Thay vì làm đúng bổn phận, Đỗ Thị Nhàn đã chọn con đường khác. Tháng 10/2017, Đỗ Thị Nhàn gặp riêng Trương Mỹ Lan để nói dài nói ngắn những ngôn từ có chủ ý và hứa hẹn giúp đỡ nữ đại gia luồn lách qua nguy nan. Tháng 3/2018, Đỗ Thị Nhàn nhận 200.000 USD của Trương Mỹ Lan ngay tại trụ sở cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Tiếp theo, nhân viên dưới quyền Trương Mỹ Lan gọi điện xin gửi thùng trái cây và Đỗ Thị Nhàn hướng dẫn chuyển đến nhà riêng tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng cộng 4 lần nhận quà, gồm 200.000 USD tiền tươi và 3 thùng trái cây, Đỗ Thị Nhàn có được 5,2 triệu USD để ban hành văn bản gian dối, hòng có lợi cho Trương Mỹ Lan và đồng bọn. Nhờ sự che đậy của Đỗ Thị Nhàn mà sự yếu kém nghiêm trọng của ngân hàng SCB không được thông tin đầy đủ để đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Từ đó tạo điều kiện cho nữ đại gia Trương Mỹ Lan chiếm đoạt thêm số tiền khủng khiếp gây rúng động nền kinh tế. Sau khi bị khởi tố và tạm giam để điều tra, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nộp lại 4,8 triệu USD và 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Thiện chí này và hình ảnh cúi mặt của bị cáo Đỗ Thị Nhàn ở phiên tòa chứng tỏ cựu cục trưởng một thời uy quyền đã biết ăn năn, biết xấu hổ trước người khác là một cảm xúc tốt, nhưng biết xấu hổ trước chính mình còn là một cảm xúc tốt hơn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đang giữ kỷ lục về số tiền nhận hối lộ trong những cán bộ tham nhũng phơi lộ dưới ánh sáng công lý. Hình ảnh bị cáo Đỗ Thị Nhàn cảnh tỉnh bao nhiêu cán bộ khác phải biết xấu hổ mà tránh xa tham nhũng. Biết xấu hổ trước phiên tòa là sự xấu hổ muộn màng, mà cán bộ phải biết xấu hổ trước mỗi thái độ, trước mỗi động cơ gây hại cho nghề nghiệp và cho xã hội. Phao cứu sinh sẽ dày hơn với đề xuất tăng trợ cấp thất nghiệp lên 75%. Thưa quý vị, trợ cấp thất nghiệp là phao cứu sinh cho người lao động và phao cứu sinh này sẽ dày hơn một chút với đề xuất điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75%. Một thông tin đang được người lao động cả nước háo hức quan tâm là góp ý dự thảo luật việc làm sửa đổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60 lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm. Đây là một đề xuất rất thiết thực, kịp thời và có tính nhân văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong bối cảnh người lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc đã giảm nhiệt trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024. Tuy nhiên, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cả năm lại tăng đáng kể. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết tháng 12/2023, có hơn 1 triệu lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số người có quyết định hưởng cũng tăng gần 10%. Dù mới chỉ là đề xuất trong luật việc làm sửa đổi, nhưng trên báo Lao động, chị Sen, một người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, đã có một phép tính chi tiết thành tiền. Hiện tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của chị là 4,6 triệu đồng một tháng. Với mức hỗ trợ thất nghiệp 60% như hiện hành, chị Sen chỉ được hưởng 2,6 triệu đồng một tháng khi nghỉ việc. Nhưng nếu mức hỗ trợ tăng lên 75%, chị Sen sẽ nhận được 3,3 triệu đồng một tháng. 700.000 đồng mỗi tháng với nhiều người có thể không đáng để nhắc tới, nhưng với rất nhiều người lao động như chị Sen, đó là một con số rất đáng kể và có ích. Nếu được thêm 700.000 đồng một tháng tiền trợ cấp,
tôi sẽ không phải lo tiền điện nước và dầu ăn, mì chính, bột nêm hàng ngày nữa, chị Sen nói trên Lao động. Trợ cấp thất nghiệp được xem là phao cứu sinh cho người lao động và cả đơn vị sử dụng lao động khi xảy ra biến cố. Tuy nhiên, ngay cả phao thì cũng có hai mặt, và mặt trái của phao cứu sinh này là có nhiều trường hợp lạm dụng phao, thậm chí là trục lợi. Phổ biến nhất trên cả nước là tình trạng người lao động mất việc được nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, nhưng khi có việc làm mới, không khai báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để dừng trợ cấp mà vẫn nhận khoản trợ cấp. Con số này những năm gần đây dao động trên dưới 20.000 trường hợp, với số tiền phải thu hồi có năm cao nhất như năm 2021 lên tới 62 tỷ đồng. Vậy nên một mặt, tiếng nói nguyện vọng của những người lao động yếu thế liên quan đến việc đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% trong dự thảo luật là việc cần được những người cơ quan soạn thảo luật lắng nghe để phao cứu sinh của người lao động được dày lên. Một mặt, cơ quan chức năng cũng cần phải có giải pháp mạnh để ngăn chặn hiệu quả tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách. Có vậy mới đảm bảo được tính công bằng, vừa không ảnh hưởng trực tiếp đến việc cân đối thu chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như tính tuân thủ pháp luật. Gần 60 hành khách bỏ xe máy đi tàu điện Cát Linh, Hà Đông. Thưa quý vị, qua khảo sát, 60% người có xe máy và 18% có ô tô con nhưng thường xuyên sử dụng tàu Cát Linh, Hà Đông. Theo Tổng Giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường, tại hội thảo giải bài toán phát triển giao thông đô thị sáng 22 tháng 5, tiến sĩ Vũ Hồng Trường cho biết, sau gần 3 năm vận hành, tàu điện Cát Linh Hà Đông thu hút đông đảo người dân, mỗi ngày có 35.000 hành khách. Trong đó 47% là người đi làm, 45% là người đi học và 8% đi lại với các mục đích khác. Nếu như thời gian đầu, hành khách chủ yếu muốn trải nghiệm phương tiện đi lại mới, người đi làm vắng vẻ thì nay người đi thường xuyên bằng vé tháng chiếm 70%. Giai đoạn đầu, người dân chủ yếu sử dụng xe cá nhân để tiếp cận nhà ga, còn hiện nay đã chấp nhận đi bộ sử dụng xe buýt. Cũng theo ông Trường, thời gian đầu hành khách có những hành vi chưa đẹp như ăn mặc không đúng mực, vứt rác bừa bãi, nói chuyện ồn ào, không nhường ghế cho người già, trẻ em, thậm chí có người bỏ vé vào khe vé khiến hỏng thiết bị. Đến nay hành khách đã chấp hành đúng nội quy đi tàu, ứng xử đúng mực. Dẫn nghiên cứu quốc tế, ông Trường nói, cứ 1 triệu chuyến đi di chuyển bằng xe cá nhân, khi chuyển sang đường sắt đô thị sẽ giảm được 487.000 giờ tham gia giao thông trên đường, giảm khoảng 100 tấn phát thải khí CO, HC và NOx. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy ô nhiễm không khí gây thiệt hại về kinh tế hàng năm, chiếm 5-7% GDP của Việt Nam. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trải dài 13 km, đi trên cao qua 12 nhà ga. Mỗi đoàn tàu có 4 toa, chở được 960 người, tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác 35 km/h, thời gian đoàn tàu di chuyển toàn tuyến hết 23 phút. Hiện giá vé đường sắt Cát Linh Hà Đông thấp nhất 8.000 đồng một lượt, tối đa 15.000 đồng nếu đi toàn tuyến. Giá vé ngày không giới hạn lượt di chuyển là 30.000 đồng một người. Vé tháng giá 200.000 đồng cho khách phổ thông và 100.000 đồng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Năm 2023, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vận hành hơn 81.000 lượt, vận chuyển 10,7 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022.